Ngày 19 tháng 6, quân đội Iraq đã giành lại quyền kiểm soát tổ hợp lọc dầu lớn nhất nước này ở thành phố Baghi, thuộc tỉnh Salahuddin, phía bắc thủ đô Baghdad, sau một cuộc giao tranh ác liệt với phiến quân người Sunni. Khoảng 40 tay súng phiến quân đã bị tiêu diệt. Các nguồn tin tại chỗ cũng cho biết các tay súng đã rút khỏi khu tổ hợp lọc dầu này sau khi giao tranh với quân chính phủ. Trước đó ngày 18 tháng 6, hàng trăm phiến quân người Sunni, trong đó có các tay súng thuộc lực lượng Hồi giáo cực đoan, tự xưng là nhà nước Hồi giáo Iraq và vùng Levant, đã sử dụng súng máy và súng cối tấn công cơ sở lọc dầu từ nhiều hướng. Một số kho dầu đã bị cháy và bị phá hủy trong cuộc tấn công này. Baghi là nhà máy lọc dầu lớn nhất tại Iraq, với khả năng cung ứng tới 50% sản lượng dầu mỏ xuất khẩu của nước này. Phiến quân chiếm cơ sở dầu mỏ chiến lược này sau khi giành kiểm soát nhiều khu vực miền Bắc, trong đó có Mosul, thành phố lớn thứ hai tại Iraq. Sau khi chính phủ Iraq yêu cầu Mỹ hỗ trợ không kích phiến quân, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nhấn mạnh rằng Washington đang tìm cách giúp đỡ toàn bộ người dân Iraq, chứ không phải chỉ riêng Thủ tướng Nouri al-Maliki. Phát biểu được Ngoại trưởng Kerry đưa ra trong bối cảnh Washington đang cân nhắc khả năng tiến hành không kích lực lượng ISIL tại Iraq, cũng như xuất hiện thông tin về việc Mỹ sẽ hợp tác quân sự với Iran trong vấn đề Iraq.